Nhìn đẹp đó, trời mưa. Thôi không là dẫn nước này nó tràn hồ nguyên hồ ấy. Em tìm hề đâu, không đâu, hút thuốc không hút, hút thuốc là nó trốn qua đấy rồi. Chụp thuốc à? Nước nó tràn điện, nó tràn nãy giờ là luôn. Mình mở lúc mấy giờ lúc mình ăn ngon. Nó là tiếng hồ. Hai tiếng. Nó cứ chạy mà đâu sao đâu. À, bữa sợ 2 tiếng mấy nước chặn rồi đó nên chạy ra kịp. Nó sợ không? Trời mưa. Nó 2 tiếng mấy đang ngồi ăn xong quên sợ quên tắt nước giữa nó chặn nguyên cái hồ tay hại vậy. Trời đang mưa rồi. Cái đó chú lấy màu màu sơn sơn lại màu màu đen lùi đi. Nó đẹp. Nó không trôi ra hả? Tắt nước chưa? Tiện để trà nữa. Cái này còn hút này, cái mấy kia nó để nhúng nước đây. Trời đang mưa à. Vừa nhìn đẹp chưa? Giờ nó đang sóc nước nhưng mà tại thả đang sóc nước. Người đang cơm mình mới bỏ thuốc rồi đang sóc nước. Hai tiếng thôi đã không chú ý là mấy em này ra đi rồi đó. Không thấy không? Nuôi cá đâu dễ đâu. À, cái hồ này ở ngoài mà vẫn trong nước trong trong thấy không? Không cần mái che luôn à. Đó, nhìn lọc đơn giản thôi đó. Chạy nhiều một cái bơm thôi đó, đơn giản thôi. Ba hồ ra hồ tới hồ lui rồi.